tấm chỗ nào dựng đây. Dạ, xin cảm ơn phần biểu diễn vừa rồi có hai diễn viên với anh và Ngọc Trí. Rất là hay và rất là tuyệt vời, phải không tất cả quý vị? Quý vị, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn nữa. Xin cảm ơn phần biểu diễn được không ạ? Dạ, em cùng với thầy cô ạ.